Hôm nay Đà Lạt nhiệt độ thấp khoảng 20 độ C vào lúc khoảng 1 giờ trưa nha các bạn. Có nhiều gió cho nên trời se lạnh. Trước mặt các bạn là trang trại dâu tây và cà chua đen. Cái này bây giờ chỉ còn 1 ký đây mà mua ăn cái này không ngon, mà chỉ được ăn mua cái dâu Nhật mà. Dâu này nhiêu? Dâu 250 mà cho ấy rồi. Cái này cà chua, cà chua đen hay cà sô cô la gì đó? Sô cô la. Sô cô la. Đen trên vườn đấy nhưng mà nó hết rồi, đây chỉ có vẫn còn vài quả. Ba người thì ta cho ba quả. Cho một phía. Không, đây cho một cho nó có con ăn. Đây. Ồ. Ăn trước khi tham quan vườn. Ngon vậy. Mình mua miếng. Vô bạch tiết. Dâu nha. Thôi. Bỏ hộp giấy. Dâu tây Đà Lạt hái tại vườn nha các bạn. Ba trái nè. Này mình hái được rồi. Nè, ăn cái dầu vịt nó ngon, cái dầu nãy mẹ không có hương. Đây là dâu bạch tiết, loại dâu này là ăn nó ngọt nha các bạn. Dâu nó có màu trắng, chứ nó không có màu đỏ. Đây là chín là ngon hả? Ồ. Đi theo chị này đi thu hoạch dâu bạch tiết. Ngọt quá. Để cho bơ tạt.
Ờ, cảm ơn. Dâu này ăn ngọt lắm nha các bạn. Ngọt tao mới giòn nữa. Dâu này là chiêu thôi. Ừ. Nó vừa chín thôi chứ chín quá nó mua về nó dập ha. Ừ. Mà cái này cái cây nó lụng hơn cái cây Mỹ vậy ha. Để có muỗng hay là ở bên trong có muỗng dâu nữa. Anh còn muỗng nào bự hết. Bự là ngon. Không biết. Trời ơi, bự là ngon rồi. Chả ai bảo là bự bé là ngon cả. Không. Tùy theo món, có món bé cũng ngon. Dâu Nhật này thì nó lại khác. Còn dâu kia hơi dâu kia cũng không như vậy. Đây là bự. Cái này là mình hái được chưa chị? Được. Hai nước hết á. Được. Hai anh nước được. Cái này là cái cà phê đen này đúng không anh? Sau khoảng hơn nửa tiếng thu hoạch dâu, bọn mình và chủ vườn đã thu hoạch được bao nhiêu dâu đây? Mình đã chọn mua khoảng 1 ký để về dùng. Video tham quan thu hoạch vườn dâu của mình tại Đà Lạt đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn các bạn ở những video sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.